cấm tuyệt đối, căng hơn là Công giáo nữa. Sư phụ nói con kiến mình không được đạp, thì có nghĩa là những đứa con họ Thiên trên thế giới hôm nay nghe và cái clip này lưu truyền nghìn năm, đứa nào mà phá thai sư phụ sẽ không có nhận đứa nó họ Thiên nữa. Dầu sư phụ về trời sư phụ thấy cũng không chấp nhận. Cho nên lỡ có thì gán mà nuôi. Dù căng bên Công giáo không có được phá thai. Đã lỡ thì hôm nay sám hối, mà chưa lỡ thì hôm nay nghe được thì phải thay đổi. Rồi, cảm ơn sự chia sẻ của anh sư tử quá hay. Lỡ cái điều quên rồi ta. Thiên gì? Thiên tươi. Thiên tươi, tính tội đi. Này rồi, Thiên tươi rồi đó. Giờ tới Thiên Ngọc Anh, con đại tử này rất là trí tuệ cao siêu. Ở Austin phải không? Austin đến đây rồi, đệ tử có gì chia sẻ để mà lưu truyền lại cho những thế hệ tiểu muội trẻ để học hỏi. Chú ơi, con lại cha, rồi con lại mẹ, rồi con lại sau đó là con lại sư phụ. Và sau đó hết là con xin kính chào tất cả đại tử ngũ. Hôm nay con có cái hạnh phúc, con ngồi đây con nói chuyện cùng tất cả. Anh nghe cái tên con nó phải là Thiên Bích Ước nó mới đúng. Bởi vậy con cứ nói cái lời nước mắt nó chảy. Con chứ ngồi trên máy bay qua đây cũng vậy, con đang ngồi không tự nhiên con ngủ cắp nữa. Con nghĩ tới chuyện sư phụ sắp về Việt Nam, tụi con không được gặp sư phụ nữa. Khi con ngồi con khóc luôn trên máy bay. Được kêu ông xã con ông thấy con khóc, ông hỏi tại sao con khóc. Thì con sợ con không được gặp sư phụ nữa. Được kia ông xã con cũng khóc theo luôn. Thì con nói thôi tôi đừng khóc, tôi không khóc nữa. Rồi cứ mỗi lần tôi nghĩ tới chuyện xa sư phụ là con khóc thôi à. Mà con cũng có cái tính như nhút nhát nữa, không biết nói chuyện giống anh sư huynh bên kia. Con cũng giống sư phụ cái chỗ là không biết nói gì hết, cứ ai hỏi thì mới nói thôi. Thì con sư phụ muốn con nói cái gì thì con nói cái đó. Có cảm tưởng gì thì con cứ nói. Từ lúc mà con biết cha biết mẹ, từ con có cảm giác là con đã biết về cha mẹ, nhưng mà con không có rõ lắm. Con rất tìm hiểu rất nhiều về các đạo, về thế giới tâm linh, và con biết có chư vị, nhưng mà sao mà nó vẫn cứ mơ hồ. Con không có hiểu mình nghĩ có đúng hay không. Rồi khi mà con đọc, con coi những clip sư phụ nói chuyện, con mới tự nhiên cái con nói đây là cái người thầy mà con đã chờ mấy chục năm trong đời của con. Rồi lúc nào con cũng mong ước có một người thầy dạy cho con những gì mà con đã học, nhưng mà con vẫn cứ mơ hồ không hiểu về ở trời. Bây giờ nhờ có sư phụ, con biết có cha, có mẹ rõ ràng hơn. Rồi con biết có Phật, có Thánh, có Tiên. Cái hồi mà Covid xảy ra đó thì con tự nhốt mình ở trong nhà. Rồi con coi những clip của sư phụ. Rồi con nghe núi Thiên Long Sơn bị đóng cửa, con buồn quá. Rồi cái con nói với nhà con đó là kệ, Thiên Long Sơn có đóng cửa cũng đi lên đó để lại cha lại mẹ, rồi hãy gặp sư phụ, bởi vì sư phụ là người con chờ đợi bao nhiêu năm rồi. Hồi con còn chả như các sư muội ở đây, con cũng cứ hay đi chùa giúp đỡ. Rồi những người mà muốn đi giúp đỡ người khác, rồi gặp những vị thầy thì con chưa từng bao giờ con xin con với một ông thầy nào hết trơn. Con không hiểu tại sao
con chỉ vô con xin tên thôi chứ con không có xin con. Con nói cái chữ con này của con đó là con dành cho thầy của con. Con cũng hiểu tại sao. Có nhiều người nói con là vô lễ, xưng với thầy mà không có xin con mà chỉ xưng tên thôi. Con nói ừ tôi như vậy đó, tôi không hiểu tại sao tôi không có xin con được. Rồi khi con gặp sư phụ rồi là con đã biết con đã trở về nhà. Con biết gì nói gì nữa. Trên thuốc thì giờ chót thì cũng còn có cái duyên thời mạt pháp để mình nhìn được Chúa Giêsu tái lâm Phật Di Lặc xuất hiện, thì đó là một cái đại phước ở một cái thời kỳ mình chỉ chịu khó sống chật chội khổ bị tinh thần không có bình thường như 5-10 năm về trước, nhưng mà mình chứng kiến một cái giai đoạn lịch sử của nhân loại trong mấy chục nghìn năm mới xảy ra một lần. Đó là cái phước của chúng ta. Và có một cái đạo mới, và cha và các chư Phật đã hiện diện sống chung với chúng ta trong quả địa cầu này. Mấy vị có 3.000 quả địa cầu ngoài kia để mấy vị phải lo, nhưng mà hôm nay mấy vị cũng đang lo cho mình là first priority, là trước. Trên cái thế giới này biết bao nhiêu thánh đường, biết bao nhiêu nơi sang trọng, làm những buổi lễ trịnh trọng, ăn mặc rất là đẹp, cao sang, những cái tòa nhà khổng lồ. Nhưng chúng ta ở nơi đây rất là bình thường, chật chội, có diện tích này như ta 2.000 square feet, mấy trăm người chúng ta. Nhưng mà hồi nãy thật sự cha đứng đây để chứng kiến chúng ta hôm nay về đây ngày mùng 9 Tết để mà sám hối, xin cha tha lỗi vì trong cuộc đời con vô minh, không có biết là lỡ làm lỗi, cha xó. Thưa với sư phụ, con có hai ước nguyện. Cái nguyện thứ nhất của con đó là con muốn đem những cái điều con học vấn ở đường đời đó, để con muốn chia sẻ. Nếu sau này con có sức khỏe, con về Việt Nam, con ước là con được dạy học để mà dạy cho những trẻ nghèo mồ côi không có phương tiện để đi học. Và cái ước nguyện thứ hai của con là con được giúp đỡ những trẻ em mồ côi. Cái lý do thứ hai của con đó là giống như tỷ Trang hồi nãy nói chuyện, cái năm con 50 mấy tuổi đó con quên rồi, thì con có mang thai rồi, bác sĩ nói con là không có được sanh, tại vì cái sức khỏe không có cho phép con sanh. Bây giờ con suy nghĩ lại, hồi đó con ngu quá mà con nghe lời cái ông bác sĩ đó. Nhưng mà rồi mình không có được đổ thừa như vậy. Mình nói là mình phải biết cái lỗi của mình. Dù cho mình có mất mạng đi nữa, mà mình đã có con rồi, thì mình phải giữ cái đứa con đó. Chứ không nghe lời ông bác sĩ rồi mình sợ chết, Rồi mình phạm lỗi. Cho nên cái lỗi 100% là của con. Vì vậy cho nên con có cái ước nguyện, Khi con về Việt Nam, Con được giúp đỡ những trẻ em mồ côi thiếu cha thiếu mẹ, để con bù đắp lại cái vô minh của con lúc con còn trẻ tuổi. Con chỉ có bao nhiêu để con nói thôi. Cảm ơn mình chia sẻ lên đây ngồi. Hôm nay cái clip này lưu niệm, thì ai có cái gì cứ lên ngồi nói để quay để mình nhớ lại. Ngày hôm nay thì con tên gì, xin tên rồi con chia sẻ. Gán đó bụng gán trợn chút nha. Ồ đói còn dữ hơn mấy con nữa. Tại clip đang quay á, mình ngừng có được.
Dạ, thứ nhất con xin lại cha mẹ. Con cũng là mít ướt. Anh Trương nói tên là Thiên gì? Dạ, con là Thiên Hoàng Mai. Thiên Hoàng Mai. Và con xin chào sư phụ. Con ở Đà Lạt hả? Dạ, không ạ. Con ở Houston, chị con ở Austin. À. Đây là chị của con. Thì từ nhỏ cha mẹ con á, cha con á thì làm tượng Phật. Thì từ lúc nhỏ con lúc nào cũng ngồi ngắm cha con đúc những cái tượng Phật thất lên đó. Thì con có thể nói rằng là trong tiềm thức con từ lúc nhỏ lúc nào cũng có tượng Phật ở trong đầu óc của con. Thì con cũng rất là cảm ơn cha mẹ con đã dẫn dắt gia đình chúng con, tất cả anh em chúng con được theo đạo Phật. Con cảm thấy con rất là may mắn và rất là hạnh phúc vì con được học Pháp về Phật. Thì từ nhỏ 6-7 tuổi, anh chị em con, ba má đều được cho đi vô chùa để đi gia đình Phật tử. Thì con từ nhỏ con đã expose rất là nhiều với chùa, với sư, với các gia đình Phật tử. Con rất quen thuộc đi những cái tổ chức như thế. Thì gia đình Việt Nam nào cũng có những cái trải qua trước năm 1975. Chị Ngọc Anh con đã được gặp anh Edwin Upchurch, là anh rể của con. Và trước khi mất nước, ba mẹ của anh Edwin đã nhận con làm con nuôi. Để nuôi, nói rằng không phải là đổi tên mới là con nuôi, mà đối với con á, cha mẹ của anh Ed cũng là một người cha mẹ trong đời của con, ngoài cha mẹ ruột của con. Anh thử ra con, hệ ba mẹ nuôi con, muốn con đi nhà thờ, con cũng đi nhà thờ. Muốn con đi học lớp Bible, con cũng đi học lớp Bible. Dù rằng là trong tâm con, Đức Phật vẫn là số một đối với con, nhưng mà vì thương cha mẹ nuôi nên con lúc nào cũng muốn làm cho cha mẹ nuôi con vui. Đó là một cái cách để con tạ ơn cha mẹ nuôi đã nuôi nấng con như một đứa con ruột. Thì con được qua bên Mỹ rất là còn nhỏ. Con cũng giống như sư phụ, sự thật tiếng Việt con lúc đó rất là không có được nói nhiều như vậy. Lý do con trước khi con đi, con có đem theo vài cuốn truyện của Duyên Anh làm kỷ niệm, với lại vài cuốn tập của con đi học hồi nhỏ, thì con giữ tới mấy chục năm luôn. Lúc nào con cũng cứ dở mấy cái cuốn sách đó ra để con cứ đọc hoài, để con cố gắng không có quên tiếng Việt. Thì chị Ngọc Anh lúc đó với anh Ed đi qua Hồng Kông chứ chưa đi qua Mỹ. Kim Thiền Ed Quốc tới đây ngay. Dạ. Nó ta nóng mỏng đâu ai.